Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, mình phe cây ớt của nhà mình trồng nè cả nhà. Này nó chín rồi nè cả nhà ơi. Trên đây nó nè cả nhà. Cả nhà ơi, thấy ớt này cái thèm mà, thèm gỏi cuốn quá cả nhà ơi. Gỏi cuốn cây chấm tương, cái bỏ miếng ớt bằm này vô ha cả nhà, ngon lắm á cả nhà. Vậy chắc bây giờ mình đi mua gỏi cuốn mình ăn quá cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nha. Bây giờ mình đi mua gỏi cuốn ăn này cả nhà ơi. Cả nhà theo chân mình nha. Đây là gỏi cuốn bì với gỏi cuốn tép nè cả nhà, hai loại cả nhà. Xin mời cả nhà ăn chung với mình nha, cho vui nha cả nhà. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ an lành. Không có da quạng gì ba. Bắp cải quên chào cô chú nữa con. Mời cô chú ăn bít luôn. Trời ơi. Chào cô chú. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ an lành nha. Cả nhà ơi, trưa nay buồn miệng quá, mình đi mua gỏi cuốn về ăn nè cả nhà. Đây là gỏi cuốn bì với gỏi cuốn tép nè cả nhà, hai loại cả nhà. Xin mời cả nhà ăn chung với mình nha, cho vui nha cả nhà.